Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất, liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-899-2000. Thẩm mỹ viện đẹp lầu 2 trong khu Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào 714-799-5000. Nhà thuốc Tây Procare Pharmacy 714-899-1111. Singtronic, Sing Like a Star 714-554-4200. Tôi Như Hiệp và Đoàn Trọng xin tôi nói gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng vào một ngày thứ sáu cuối tuần. Good morning Như Hiệp. Good morning anh Trọng và kính chào tờ quý vị cà phê sáng. Và hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 8 tháng 3 thưa quý vị. Và đây là cũng là hai ngày cuối tuần mà tất cả mọi người đều trông chờ, đang đi làm và trông chờ hai ngày cuối tuần. Và nhiệt độ ngày hôm nay là hết mưa rồi thưa quý vị. Trời có mây và gió từ 10 tới 20 dặm một giờ. Nhưng mà ngày hôm nay trời nắng vào lúc trưa chiều và không có mưa. Nhiệt độ cao nhất là 59 độ. Và cuối tuần đã đến và ngày thứ bảy nhiệt độ từ 59 cho tới 60 độ, trời có mây nhưng mà nắng ấm rất là đẹp và nhiệt độ cao nhất từ 13 dặm một giờ. Và quý vị nhớ có thể đi chơi mà ra ngoài biển thì trời rất lạnh và gió, và nhớ mang áo ấm và mặc đồ cẩn thận khi đi ra ngoài đường. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 3, chắc là toàn thế giới sẽ hân hoan đón chào một ngày gọi là ngày phụ nữ quốc tế. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta chào đón những người phụ nữ đã sống trong hành tinh này, làm cho hành tinh này trở nên đẹp và tươi sáng hơn. Một trong những sự việc mà chúng tôi muốn nói đến là hình ảnh của những người 16 người phụ nữ đầy quyền lực nhất trên thế giới hiện nay, đã là một trong những sự vang động lớn lao về cái sự gọi là tham gia đóng góp tích cực của người phụ nữ trong trái đất này. Bên cạnh đó, chúng ta cũng không nên nhớ những người phụ nữ hiện nay đang còn sống trong cái cảnh bị đàn áp bóc lột và có thể nói tước đi giá trị nhân phẩm của những người phụ nữ. Nếu quý vị có điều kiện đến Ấn Độ, quý vị sẽ thấy tất cả những người phụ nữ ở một vài tiểu bang họ đang sống trong những cái sự có thể nói là mất đi giá trị và cái công bằng đối với người phụ nữ. Trong lúc đó, chúng ta hướng về Việt Nam, chúng ta quý vị thấy một số lớn những người phụ nữ ngày nay phải làm những công việc mà họ không muốn làm, họ đã phải trao thân cho những nơi, những chỗ xa xôi, xa quê hương của họ để mong tìm lấy một cái giá trị tiền bạc bảo đảm cho cuộc sống của họ. Hôm nay chúng ta nói đến ngày quốc tế phụ nữ và chúng ta tưởng nhớ và chúng ta có thể nói mong mỏi làm sao cho thế giới thay đổi tất cả những dự kiện liên quan đến vấn đề giá trị và nhân phẩm của người phụ nữ. Và hôm nay nhân tiện ngày phụ nữ, cũng chúc Như Huyền và tất cả những người phụ nữ trong Lido Sài Gòn TV có một ngày đáng nhớ và hạnh diện về những gì quý vị đã đang và sẽ đóng góp cho nhân loại. Cảm ơn Như Huyền. Cảm ơn anh Trọng và chúc mừng tất cả các quý vị phụ nữ. Ngày hôm nay là ngày quốc tế. Và để nói tới và có một cái tin rất là vui, đó là vào tháng 2, cái Bộ Lao động đã đưa ra rằng có 20.000 việc làm đã tăng thêm vào tháng trước thưa quý vị, và mức tăng khoảng chừng 175.000 theo cái dữ liệu của Data cho biết. Và vào đây là cứ tháng thứ 101 và liên tiếp đã tăng việc làm và báo cáo, và tỷ lệ thất nghiệp chỉ có 3.8% mà thôi, và thu nhập trung bình là tăng 0.4% so với 0.1 vào tháng 1 tháng trước, và tháng 5 tăng trung bình hiện tại là 3.4%, và xu hướng này cái con số cũng đang tăng lên, là tỷ lệ thất nghiệp tất cả những cái công ty hiện tại đang mở ra công việc rất là nhiều, phải không Trọng ha? Vâng, kính thưa quý vị, trong 101 tháng liên tục chúng ta đã có một cái con số gia tăng tất cả những công việc làm, và hình như bây giờ thì tỷ lệ chấm thất nghiệp đấy chỉ có nằm xuống ở 3.4 mà thôi. Đây là một cái con số đáng mừng cho tất cả những người lao động tại Hoa Kỳ, vì qua những cái sự kiện này chúng ta thấy công việc làm càng ngày càng phát triển rất nhiều. Bây giờ sáng nay quý vị cùng với chúng tôi trở lại tiểu bang Virginia, một trong những sự kiện quan trọng vào ngày hôm qua mà tất cả các báo chí đều nói đến. Kính thưa quý vị, đó là nhân vật chính mà chúng ta muốn nói, đó là ông Paul Manafort. Ông Paul Manafort là một trong những người, là một doanh gia, là một thương gia, là một trong những người cố vấn chính trị. Và kính thưa quý vị, ông đã từng đảm nhiệm một cái chức vụ cao cả của trong cuộc đời gọi là chính trị của ông. Kính thưa quý vị, đó là Chủ tịch Ủy ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016.
thế trong cuộc đời này không có ai được tất cả và cũng không ai mất tất cả. Ông Paul Manafort đã phải đối diện trong 2 năm qua với những cái sự kiện dưới sự điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Và ngày hôm qua tại một tòa án tại Virginia, ông đã lệnh một bản án là 47 tháng cho những tội gọi là khai gian trốn thuế và khai gian với nhà băng. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện có thể nói làm cho người ta nghi ngờ tất cả những cái gì mà liên quan đến với ông Paul Manafort và tất cả những sự kiện gọi là chương trình và những gì liên quan đến với ông Paul Manafort. Sự kiện ông Robert Mueller và tất cả công tố viên đặc biệt liệu có hài lòng với bản án 47 tháng vừa qua? Và đây là một trong những sự kiện mà người ta nói đến đây là một bản án quá nhẹ. Tuy nhiên, điều người ta muốn nói đến là ông chánh án Ellis đã tuyên bố sau khi đưa ra 47 tháng tù cho ông Paul Manafort, ông đã nói tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề trốn thuế và tuấn kể gọi là vấn đề gian lận trong nhà băng đã không ảnh hưởng và dính líu đến tất cả những gì gọi là thông đồng của Ủy ban tranh cử Tổng thống Donald Trump với Cộng hòa Liên bang Nga. Kính thưa quý vị, đó là một trong những sự kiện đem lại một nụ cười phấn khởi và Tổng thống Donald Trump hình như có vẻ là rất hài lòng với tất cả những sự kiện mà ông chánh án đã đưa ra. Nhưng như Huyền đã thấy, theo dõi thì cho thấy biết rằng là đó là cái bản án cuối cùng chung cuộc của ông Paul Manafort hay là ông Paul Manafort phải còn đối diện với tất cả những sự kiện gì trong tuần tới nữa? Và trong tuần tới ông cũng phải đối diện với những cái bản án phải ban chọn. Đúng như vậy, kính thưa quý vị, ông Paul Manafort không phải bị dừng lại ở bản án 47 tháng mà trong vài tuần tới ông sẽ đối diện với một tòa án tại Washington và trong đó ông sẽ bị những cái tội gọi là tội nói dối và khai gian lận với tất cả những khi mà Ủy ban công tố viên đặc biệt đàm việc với ông ta. Và hai dự kiến cái bản án này sẽ đưa đến cho ông ta có thể tối đa là 10 năm tù. Kính thưa quý vị, đây là một trong những sự kiện mà người ta nói liệu công tố viên đặc biệt Robert Mueller có chiến thắng được trong cái vụ xử thứ hai hay là không. Việc trước tiên chúng ta phải nói qua những cái sự kiện liên quan đến vấn đề ông Paul Manafort nhận một cái bản án 47 tháng tù. Điều đó cho thấy rằng tất cả những người luật sư của ông đã làm việc và đã nói rằng tất cả những sự kiện này nó không liên quan đến vấn đề gọi là thông đồng của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, điều người ta muốn nói đến đó là một trong những cái sự ngỏ ý sẽ có một cái sự ân xá của Tổng thống Donald Trump cho ông Paul Manafort trong tương lai. Yeah. Đây là một trong những sự kiện mà người ta nói đã đến lúc người ta nói đến vấn đề công lý liệu có được tồn tại ở cái quốc gia này hay không, hay là công lý chỉ dành cho những người giàu và những người nghèo nếu không có bị những cái trường cũng bị những cái trường hợp như vậy họ có phải bị một cái bản án và được gọi là được pardon, tuy nhiên là ân xá hay là không. Yeah. Nhưng bên cạnh đó thì tất cả một vài phong tấn viên cũng giống như tất cả những nhà truyền hình đều bình luận và họ nói rằng có thể bản án 47 năm quá nhẹ đi để cho Tổng thống Donald Trump khỏi phải vương vấn và phải khỏi lo lắng gì để đưa ra một cái lệnh ân xá nữa. Yeah. Đấy cũng là một trong những cái sự kiện mà người ta nói đến rất nhiều. Vậy bây giờ chúng ta chờ xem bản án của ông Paul Manafort đã đem lại được những gì. Việc trước tiên chúng ta nói đến đó là cái sự gọi là thất vọng của ông Robert Mueller sau khi 2 năm làm việc và chỉ đưa ra đến một bản án 47 tháng. Trong lúc Tổng thống Donald Trump đã hớn hở và có thể ông tỏ ra vui mừng khi ông thấy rằng chính ngay ông chánh án đã tuyên bố rằng cái sự vi phạm của ông Paul Manafort không liên hệ gì đến vấn đề gọi là thông đồng tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Cộng hòa Liên bang Nga. Và điều cho thấy rằng đó là danh từ ông gán vào cho cái cuộc điều tra này săn bắt luồng phù thủy là một trong những cái sự kiện có thể thích hợp với cái bản án 47 tháng vừa qua. Yeah. Thưa như vậy. Nhưng mà Robert Mueller là muốn là 19-25 năm mà cuối cùng là 47 tháng hay không? Đúng như vậy, là bản trong tất cả các đề nghị của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra thì ông dự trù có thể nói những cái tội này sẽ làm cho ông Robert Mueller, ông Paul Manafort nhận một bản án từ 19-25 năm. Tuy nhiên chúng ta không phải ngưng lại ở đó vì tuần tới ông Paul Manafort còn phải ra tòa và đối diện với một hai cái sự kiện lớn lao và hai cái sự kiện này có thể đem lại cho ông ta một cái hình phạt có thể đi đến tới 10 năm tù. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phải nói rằng là một trong những sự kiện mà Paul Manafort bị kết án 47 tháng tù thì không có xảy ra làm giảm khả năng của Tổng thống Donald Trump. Đây là một trong những sự kiện mà người ta cho rằng là một trong một cái sự tồi tệ về việc bỏ tù của một chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông có thể hiểu được bất kỳ cách nào, đó là tin tốt cho Nhà Trắng. Vì nếu một người chủ tịch ủy ban tranh cử mà đã bị tù tới 47 tháng như vậy, mà gian lận như vậy, trốn thuế như vậy, yeah, là một cái tin không tốt. Nhưng tất cả những sự kiện không liên quan đến cuộc tranh cử, đó là một cái tin tốt cho Tổng thống Donald Trump. Yeah.
đây là một cái sự sụp đổ tuyệt đẹp của Paul Manafort. Người ta nói như vậy, người ta bình luận, người ta nói đây là sự sụp đổ tuyệt đẹp của Paul Manafort. Nhóm của Mueller đã yêu cầu mức án từ 19 đến 25 năm như theo như Huyền vừa mới nói ra, vì kết tội là gian lận thuế và tài chính phát sinh từ lối sống xa hoa của ông Paul Manafort. Nhưng có một điều mà chúng tôi muốn nói đến vấn đề ân xá cho ông Paul Manafort, thì việc tuyên án kết hợp với việc ông Manafort không thể hiện sự hối hận và đã làm lên những nỗi đồn đoán ngay lập tức về khả năng Tổng thống Donald Trump có thể tha thứ cho Chủ tịch Ủy ban tranh cử của ông. Trong lúc đó thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin nói thêm một lần nữa, đó Michael Cohen, một trong những vị cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, hiện nay đang gặp rắc rối về vấn đề pháp lý. Khi ông Manafort đối mặt với ngày phán xét của mình thì ông Cohen đã phải đối mặt với các cuộc tấn công mới vào uy tín của mình giữa những cáo buộc rằng ông đã nói dối với Quốc hội trong lời khai bùng nổ vào tuần trước. Điều mà ông nói với Quốc hội là ông không biết gì về tất cả những cái sự liên hệ đến vấn đề đặt ra ân xá với Tổng thống Donald Trump sau khi một cái vụ truy lùng và bắt giữ tất cả các máy điện thoại, mất máy uy tín của ông vào tháng 4. Tuy nhiên đến bây giờ thì luật sư David của luật sư của Michael Cohen đã cho biết rằng đã có những cái sự trao đổi về vấn đề ân xá giữa Tổng thống Donald Trump và Michael Cohen. Đây là một trong những sự kiện mà chính dân biểu Comey đã đưa ra. Ông phải nói tất cả những sự kiện này rõ ràng và trước Thượng viện và cũng giống như trước Hạ viện. Nếu tất cả những điều mà còn chối cãi và gian lận với nhau, đây là một cái đinh đóng vào bản án của ông. Kính thưa quý vị, chờ xem ông Michael Cohen sẽ đối diện như thế nào với tất cả những sự kiện gọi là under the fire của ông Michael Cohen. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.